Rồi, ok, xin chào các bác. Thì cái đơn mà em bị cháo hàng ấy, thì hôm nay nó đã hoàn về đến tay em rồi đây. Thì các bác có thể thấy này, khi mà em gửi đi thì cái hộp này nó rất là vuông thành sắt cạnh, nó rất là ngon. Còn bây giờ thì nó như thể là cái hộp rác ấy. Và người ta rạch rạch từ bên phía dưới dưới này, chứ người ta không rạch ở dưới này. Đó. À, thì đây, nó méo mó và nó xộc sạch ấy. Đấy, em hồi xưa lúc em bọc ấy nó rất là kỹ, nó rất là không bị sọc sạch gì cả. Thì cái này thì do đóng gói của bên bưu điện người ta hoàn về thôi, cái này thì không vấn đề gì. Nhưng mà đây, bọc ra đây đây, thậm chí bưu điện này đây, nghe được nhé anh nhé. Đây này, bưu điện người ta chỉ đóng gói mỗi cái này. Trước em còn quấn một cái lớp bọc xốp như này quấn quanh này nữa, nó rất là chắc chắn. Đấy, này là hoàn về đây, thậm chí còn không để vào trong cái ốp lưng cho em luôn. À, mà cũng kỳ lạ thật, sao nó cháo hàng thì nó không cháo luôn cái ốp lưng đi nhỉ? Tại sao vẫn để lại ốp lưng nhỉ? Rất là kỳ lạ luôn. Đây, lúc em gửi đi là em cho ốp lưng này vào này, xong đẩy cái này lên này, xong rồi cho vào cái túi này, bọc cái này vào. Còn cháo hàng cũng không thèm lấy cả ốp lưng các bạn, tử tế thế nhỉ? Nói chung là cái người mà cháo hàng của em cũng khá tử tế. Thì đây, cái này có nhiều không quan trọng nhá, còn cho là cái máy này. Thế đây các bác có thể thấy đây, cái máy này lò quả đấy rồi. Cái máy này không hề có số email ở dưới này, không hề có nhá. Mặt lưng thì xước tùng lum luôn, mặt kính cũng thế, xước tùng lum luôn, xước kinh khủng luôn. Chứng tỏ con máy này là con máy mà đã dùng khá là lâu dài rồi. Được cái là em thấy sơ qua thì là cái khung viền cũng còn khá là ngon, khung viền còn khá là ngon. Rồi, đây là mặt trước xem có xước nhiều không nào. Đây, mặt trước thì cũng 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 thuộc dạng khá khá, không xước nhiều cho lắm, có xước râm nhưng mà cũng được, cũng khá khá, không có lỗi nào. Đây, bật nguồn lên xem nào. Không biết có lên không. Rồi, vẫn lên nhé. Đây thì trong lúc nó khởi động thì em sẽ cho các bác xem được cái con máy hồi xưa. Con máy lúc mà em gửi đi thì nó như thế nào. Đây. Đây nha các bác, con máy lúc em gửi đi này, đó, nó có cái tem ở đây, nó có cái tem đánh giá ở đây, đây này, đấy, và em có một cái miếng đây này, cái miếng giấy em ghi ở đây, đó, hộp đây, hộp lúc gửi đi đây, rất là đẹp luôn, đó, rất là bình thường luôn. Thì xem con này giờ nó là bản nào các nhá. Ok luôn. À, vẫn lên nhá. Vẫn lên chứng tỏ là cũng còn khá ngon rồi, cũng còn không sợ em xem có lưu ảnh gì không. Ừ, thì thực ra thì con này cũng chưa lưu ảnh các bác nhé. Con này thực ra là màn hình còn còn đẹp, chưa bị lưu ảnh các bác nhé, chưa bị lưu luôn. Và xem cái số email nó là bao nhiêu. Đây, em tra cái số email nhé các bác nhé. Xem nào, 3 gì nhỉ? Rồi 355 657 110 1 open 719 9 869. Đây các bác. Thì cái số email em vừa tra được đây. Đây thôi nhá. Thì cái bản này nó là bản Spring nhé các nhé. Đấy, cái đi đường nhỉ, nó là bản Spring nhé, không phải bản T-Mobile chuẩn nhé các nhé. Rồi đó, bây giờ em sẽ thử test xem là cái chức năng của con này có hoạt động bình thường hay không. Nhận sim sóng thì chắc cũng không cần phải phải lắp vào, em sẽ xét những chức năng cơ bản thôi.
Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không hiểu được. Đây. Rồi ok, tiệm cận cái thứ cũng ok. Các phím bấm cũng còn ok. Ok luôn. Chuông rung vẫn còn. Các mic xem nào. Vẫn ok. Ok. Vẫn ok, mic vẫn ok các bạn. Cảm ứng chưa nào? Đó thì cũng chỉ làm cháo một con máy tốt hơn sang một con máy nó xấu hơn thôi, và không phải là bản T-Mobile. Đấy, cảm ứng bình thường. Xem áp suất có còn không nào. Áp suất vẫn còn này các bác này. Áp suất vẫn còn này. Đó, vẫn còn áp suất nhá. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm luôn. Rồi, xem còn cái gì đúng không nào. Thôi, được rồi, chả cần test cái gì nữa. À, camera. Camera thì em thấy là nó xước này. Đấy, đúng là xước thật. Camera xước kinh khủng nữa. Cho nên là chụp ảnh rất là mờ. Đấy. Đó, mờ tịt luôn. Mờ tịt luôn các bạn. Đó, thì chắc chắn con này về phải muốn sửa lại, phải thay camera rồi các bạn. Chứ con này mờ tịt luôn, không nghe, không nhìn thấy gì. Cắm sạc xem nào. Đây, đây là cái cổng 18W này. Ừ, vẫn nhận này này. Vẫn nhận sạc nhanh đây thầy. Vẫn nhận sạc nhanh này. Đó. Độ chiều này. Chiều này thì không nhận. Nhưng mà như thế là cũng còn khá ok. Chiều này không nhận. Đây. Em sẽ dùng cái đây là giấc máy tính này. Ừ, vẫn nhận. Vẫn nhận máy tính nha con nhé. Có điều này sẽ lỏng rồi. Lỏng rồi. Lỏng rồi. Vẫn nhận máy tính nhưng mà lỏng thôi. Đó, vẫn nhận máy tính nhá. Em sẽ thử cắm cái cổng 25W xem nào. Đây là cổng 25W này. Ồ. 25W cũng nhận. Ok. Chỉ là hơi lỏng đấy thôi. Con này thì em nghĩ là vệ sinh lại cũng cũng có thể là được. Thì đây các bác, con này thì là như nào nhỉ? Phải nói thế nào nhỉ? Thì là cái mặt lưng xước này, mặt lưng hơi xước này, và kính cam thì không dùng được nữa đây. Cam này mới có dán gì không nhỉ? Cam không dán cái gì các bạn? Cam không dán gì? Cam thì xước hết rồi, không dùng được nhá. Cam này các bạn nhìn này. Mà tịt luôn, không xước. Thì cái này em phải thay cái cam. Đấy, còn áp suất thì vẫn còn ok nhé. Áp suất vẫn ok. Đấy, mặt lưng khá là khít. Để em xem là có cái sim hay cái gì trong này không. Chắc làm gì có sim. Đấy, cái sim vẫn còn ngon, chưa gãy. Rồi, thì em xem là cái tài khoản xem còn tài khoản gì trong này không nào. Không có tài khoản gì. Đó chứng tỏ là cũng rất cẩn thận là xóa tài khoản rồi. Đó, vân tay vẫn bình thường. Còn đó thì các bác thấy không? Cái con này ấy, ngoài cái việc mà ngoại hình nó xấu hơn, có nghĩa là lưng xước, kính cam xước, mặt trước nó cũng xước hơn một chút. Đây, mặt trước xước hơn. Còn lại khung thì còn khá đẹp nhé, khung còn khá đẹp. Đấy, khung còn khá đẹp. Và là một bản với giữa một bản Spring thì con này nếu như mà bán ấy, thao sau này bán thay cái kính lưng này này, thay cái kính camera này này, thay kính camera thôi các bạn, không cần cái lưng này chắc chắn cũng là không phải là bản screen các bạn nhé, tại vì kể cả bản screen thì cái lưng này nó vẫn phải có email, đấy nó vẫn phải có email, thay cái này thôi, rồi thì nói chung là cũng giờ cũng chẳng biết là phải đổ lỗi cho ai nữa, tại vì có một điều chắc chắn em muốn khẳng định với các bác là nó có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là do người bán là người gửi sai hàng. Thứ hai là do người nhận trao hàng.
và thứ ba nữa là do nhân viên bưu điện cháo hàng. Thì bây giờ là ở ở kể cả ở ở người bán, người nhận và nhân viên shipper ấy, thì đều không có quay camera lại. Thì đấy là cái điều 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 mấu chốt, thì lại không quay camera lại, cho nên là không có cái bằng chứng nào để mà biết được là bên nào lấy. Đấy thì tôi cũng chả nghi ngờ cho ai cả. Mình làm không cẩn thận thì mình phải chấp nhận thôi. Đương nhiên các bác, nếu như các bác mà bảo là tại vì ở cái clip trước ấy các bác bảo là chắc chắn là do người bán cho hàng thôi, thì cái đấy ấy, là tại vì nó sẽ là cái nguyên nhân mà lớn nhất mà anh em sẽ nghĩ ra đầu tiên. Tại vì thế này này, shipper ấy, nhiều khi là người ta cũng không có, ý là người ta sẽ không có con V60 như này để mà cháo, người ta cũng không biết trong hộp là cái con gì, con điện thoại gì để mà người ta cháo. Hoặc là nếu mà shipper đấy có con này và biết được em gửi một con như này, thì chắc chắn shipper đấy nó phải là cái người mà đã rất rành về em rồi, xem rất nhiều clip của em rồi, kiểu 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 đấy, cũng như là người, và người ta còn biết được là mình ship từ đâu đi và tại sao lại về về hướng đúng cái hướng của người ta đấy nữa. Đấy, nói chung là về mặt shipper thì nếu như mà shipper người ta cháo hàng ấy, thì thực sự là shipper đấy phải là người quen với em, phải là người biết về em, thì điều đấy chắc chắn là người ta mới biết được là em gửi con V60. Thế thôi. Còn về phía với em nhé, thì nhiều bác cũng bảo là em là người gửi nhầm hàng thì sao, hoặc em cố tình gửi gửi gửi, gửi máy lởm hơn thì sao. Thì cái điều các bác nghi ngờ đấy thì cũng cũng có lý, tại vì không phải là cứ mình em khẳng định là không 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 gửi nhầm hàng thì các bác sẽ tin như vậy. Điều đó thì các bác cũng nghi ngờ cũng đúng thôi, thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà em chỉ muốn nói là nếu như mà về phía em ấy, người người bán ấy mà gửi nhầm hàng thì chắc chắn là không, em có thể khẳng định với các bác 100% như thế. Lấy danh dự và cá nhân hoặc cái gì ra để thế thôi cũng được, cái đấy thì không không nói. Nhưng mà ý là tại vì hôm đấy là em gửi có một con máy này thôi, à con máy kia không phải con máy này, em gửi có một đơn hàng đấy thôi, và trước khi gửi còn chụp ảnh các thứ cách nhau, chụp ảnh và đóng gói, chụp ảnh phát đóng gói luôn và gửi sau đấy có 20 phút thôi, thì em không thể nào mà nhầm lẫn được cái điều chắc chắn. Nhưng mà thôi, cái sự nghi ngờ thì vẫn có, thì vẫn vẫn phải chấp nhận thôi. Còn cái trường hợp là người bán, à quên, người người mua ấy, người ta cháo hàng của em ấy, thì anh em sẽ nghi ngờ điều đấy nhiều hơn. Tuy nhiên ấy, thì là không có bằng chứng gì, thì nếu mình nghi ngờ hoặc mình đổ oan cho người ta ấy, thì cũng cũng rất tội nghiệp cho người ta. Và cái anh mua của em này này là một quân nhân các bác nhé, thì thấy trên cái trang trang cá nhân ở trên Zalo ấy thì là quân nhân, và cái chị bưu tá mà trực tiếp mở cái máy này ra cho anh ấy xem ấy, thì cũng xác nhận với em ấy là đúng là người đấy, đúng là cái anh mà em gửi cái ảnh, đúng là cái ảnh ở trên Zalo mà em gửi cho cái chị bưu tá ấy, thì bảo đúng là cái anh đấy. Và cái chị bưu tá ấy cũng có nói là cái anh đấy là thường xuyên lấy cái địa chỉ ở bưu điện của chị ấy để mà nhận hàng, và cũng có khá nhiều đơn hàng, và chị cũng có nói là cũng khá lớn, cũng cũng có nghĩa là cũng phải xem hàng hết nhá các anh nhá, cũng phải anh ấy bắt cũng phải được xem hàng hết, và cũng có một số đơn anh ấy trả về. Đấy thì đấy là cái lời của chị bưu tá nói. Em còn ghi âm lại nhưng mà thôi cũng chẳng cần phải sâu ra cho các bác là cái gì, nhưng mà đấy là cái lời bưu tá nói. Còn cái lời mà anh ấy nói với em ấy thì em cũng có ghi âm lại nhé, thì đại khái là anh ấy cũng rất rất là phiền, tại vì thứ nhất là qua clip trước ấy thì là những cái bạn bè hoặc là người biết anh ấy là cũng có điện cho anh ấy bảo là có sự việc nó như nào, có đúng như vậy không hay gì đấy, thì cũng là phiền cho anh ấy. Đấy, và cái ở cái clip này thì anh ấy có đề nghị em là không lưu tên anh ấy và cũng không đả động hình ảnh của anh nữa, thì thôi em cũng không có đả động hình ảnh vì bây giờ con máy nó về đến tay em rồi, thôi mình chấp nhận, mình chịu lỗ đi, cũng không sao cả. Còn việc mà nghi ngờ cho ai thì bây giờ không có bằng chứng thì các bác cũng không nên nghi ngờ, tại vì biết đâu người ta cũng cũng không làm gì khuất tất chẳng hạn, thì cũng đổ lỗi cho người ta thì rất là mang tiếng đấy. Và cũng có một lần em đề nghị với cái bác mua ấy là nếu bác không có điều gì mà
mà phải suy nghĩ thì bác vui lòng cho em cái gì nhỉ, cái địa chỉ công ty hoặc là địa chỉ nơi cơ quan bác đang làm việc, và không hoặc là cho địa chỉ nhà riêng cũng được. Thì bác ấy bảo là thôi không, bác ấy bảo là ý là nói chung đại ý là bác ấy không cho. À, thế thì thôi, bảo không cho thì thôi cũng chả sao cả. Thôi bây giờ thì cũng chả nghi ngờ ai nữa nhé con nhé. Em thì em thôi, em làm clip để biết được là chính xác là cái đơn hàng của em bị đổi, và nguyên nhân đổi chắc chắn không phải do em, chỉ do hai một hai lý do: một là shipper, hai là người người mua thôi. Thì cái chuyện đấy thì cũng chỉ là lời nói khẳng định của em thôi, các bác vẫn có thể nghi ngờ em gửi xe hàng cũng được thì vẫn phải chấp nhận thôi, vì mình cũng không có bằng chứng gì cả, mình chỉ gửi ảnh ở cái phía mình chụp ở nhà thôi thì không có giá trị gì. Đấy, ok, thì hiện tại là con máy này nó về tay em thì nó vẫn còn sử dụng được. Thôi thì cũng rất cảm ơn cái người mà cái cháo cái hàng này của em ấy, thì người ta vẫn 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 chắc là vẫn vẫn thấy là cái thấy là em là một người có tâm với cái món hàng mình bán với LG, cho nên là người ta mới đổi trả lại cái một con LG như vậy, để chắc là có mục đích là thôi để về em sửa thì em bán cũng được, còn người ta không biết sửa đấy, kiểu kiểu vậy. Thì thôi cũng rất cảm ơn bác ấy, người mà cháo hàng của em ấy, là cũng bác ấy vẫn còn để lại cho em một không không để lại cái thiệt hại kinh tế quá lớn cho em, cũng rất là một điều rất là cảm ơn bác ấy. Rồi cái chuyện mà ai cháo hàng thì cũng không 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 quan không quan trọng nữa các bạn, coi như xì xóa luôn cũng chả vấn đề gì cả, nhưng mà vẫn cái clip em vẫn cứ đăng lên để mà các bác biết được là khi các bác gửi hàng các thứ ở đâu ấy, thì các bác nên quay phim lại. Đấy, ở những shop lớn thì người ta cũng gửi cả trăm con máy một ngày, thì người ta sẽ làm một cái hợp đồng đặc biệt gì đấy, người ta cũng không phải đi quay từng con máy, làm sao mà có thời gian như thế được. Còn nếu mà anh em là bán nhỏ lẻ thì cũng nên quay lại, ít nhất là quay lại ở cái bưu cục mình gửi thì mình vẫn có cái bằng chứng để mình đã biết là mình đã gửi con máy y chang như vậy. Còn về sau này thì khi mà người nhận nhận hàng ấy, thì cũng hy vọng là người nhận sẽ quay lại clip để nếu như mà có sự thay đổi, có sự không đúng cái hàng thì là còn có cái chứng cứ, còn đúng hàng thì thôi, nó có lỗi lầm hay gì thì vẫn còn sự bảo hành giữa người bán và người mua, chỉ cần quay phim lại là đúng là con máy người bán gửi cho mình là được. Quay một tí thôi, chỉ cần quay 2 3 phút khi mà gỡ máy ra thôi là được thôi, chứ còn chức năng các thứ thì sẽ tính sau. Cái chuyện này rất là dễ, chỉ cần biết chính xác là cái con người bán gửi là được rồi. Rồi ok các bác, thì clip nó cũng dài, em cũng nói là hoàng quá, nói chung là mình diễn giải nó không được hay đấy. Nhiều anh em bảo mình cứ hay nói lan man la cả thì thôi, cái chuyện đấy thì mỗi người một khả năng mà, mình cũng không 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 có cái tài ăn nói, cho nên là các bác hết sức thông cảm nhé. Rồi ok, chào các bác.